Mặc dù đề xuất mở thêm cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất để giảm áp lực giao thông của quận Gò Vấp và quận Tân Bình chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, nhưng đã và đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia và người dân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để giải bài toán quá tải giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sao cho hợp lý, đảm bảo đúng nguyên tắc xây dựng và an toàn. Hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có một cổng ra vào duy nhất nằm trên đường Trường Sơn. Trong khi đó, các tuyến đường kết nối khu vực sân bay luôn trong tình trạng quá tải, ùn tắc thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng đến khả năng khai thác của sân bay cũng như an toàn giao thông của toàn khu vực. Mặc dù khá mệt mỏi vì liên tục phải chịu cảnh kẹt xe, nhưng việc sẽ mở thêm cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất như đề xuất của quận Tân Bình và quận Gò Vấp lại không nhận được sự đồng thuận của người dân. Không nên mở. Ách tắc giao thông thì nó có con đường. Nó có con đường sẵn rồi. Thì bây giờ mình mở thêm con đường nữa thì nó ra, thì nó cũng ra được khúc đằng này thì đây. Lựa cái chỗ nào mà ít dân cư mở, đặng cái tiền bồi thường nó ít đi. Chẳng hạn như sân golf, chẳng hạn như cái chỗ mà không quân quân đội nó bàn giao đất gì đó, mở dưỡng đó. Theo tôi nghĩ như vậy, đó là biện pháp tốt nhất. Lý giải về việc đề xuất mở thêm cổng ra vào sân bay, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cho biết, nếu mở cửa ngay điểm tiếp giáp với đường Thống Nhất sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân từ khu vực phía bắc thành phố Hồ Chí Minh mà không phải đi vào các trục đường chính của trung tâm thành phố để đến cổng sân bay như hiện nay. Còn Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cũng cho rằng cần làm một nhà ga lưỡng dụng, dùng chung cho quân sự và dân sự, mở thêm đường ra hướng từ Cộng Hòa để giảm tải cho đường Trường Sơn. Trong khi đó, các chuyên gia cũng như Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố không đồng tình với đề xuất này. Tôi không hiểu là những cái cửa đó hành khách tiếp cận đến cái nhà ga trung tâm của sân bay Tân Sơn Nhất bằng cái hướng nào. Đó thì cho nên là theo tôi nghĩ là cái quận chỉ vì muốn giải tỏa cái giao thông cục bộ của họ, họ cứ đề nghị là mở thêm cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng thực sự có bao nhiêu người đi vào những cái cổng đó để giảm tỏa ùn tắc giao thông của các quận huyện đó. Đây là một cái thiện ý của các chính quyền địa phương, nhưng mà nó phải kết hợp với lại quy hoạch cái phát triển sân bay và kết hợp với lại cái mạng lưới giao thông của thành phố Hồ Chí Minh hay là phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Quốc phòng ký bàn giao 21 hectare thuộc đất hiện đang làm sân đỗ cho các máy bay quân sự cho Bộ Giao thông Vận tải để triển khai xây dựng đường lăn, sân đỗ máy bay nhằm góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến việc mở rộng khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Việc mở thêm cổng sân bay cũng sẽ được nghiên cứu cụ thể và chính xác hơn. Tất cả những cái đấy thì sẽ được giải trình trong cái đồ án điều chỉnh quy hoạch cảng không Tân Sơn Nhất mà sắp tới Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất mở thêm cổng có thực sự giúp giảm áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hay không cần phải được nghiên cứu tính toán cụ thể hơn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần xem xét quy hoạch lại các tuyến đường giao thông kết nối với sân bay sao cho hợp lý và hiệu quả. Sau khi nhận giấy mời triệu tập cùng những hình ảnh mà đội cảnh sát giao thông, công an huyện Di Linh cung cấp, chị Mai Thị Minh mới bàng hoàng khi biết về hành vi vi phạm của con mình đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh.